được kỳ vọng giúp giảm áp lực giao thông ở các quận phía đông vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cầu Thủ Thiêm 2 có thể phải tạm dừng thi công vì chủ đầu tư không thu xếp được nguồn vốn. Dự án cầu Thủ Thiêm 2 kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quy 2 với khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khởi công năm 2015, vốn đầu tư 3.082 tỷ đồng. Công trình dài hơn 1,4 km, trong đó phần cầu dài 886 m với 6 làn xe. Công trình dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng gặp nhiều vướng mắc nên được gia hạn đến tháng 9 năm 2021. It is expected to help reduce the traffic pressure in the eastern districts in the center of Ho Chi Minh City, but the Phan Thi Bridge may have to suspend construction because the investor cannot arrange capital. The Phan Thi Bridge project connecting the Phan New Urban Area, District 2 with the central area of Ho Chi Minh City started in 2015, with an investment of 3,082 billion VND. The project is more than 1.4 kilometers long, of which the bridge section is 886 meters long with 6 lanes. The work is expected to be completed in 2018, but meets many problems. It is extended until September 2021. Ngày 15 tháng 9, công ty Đại Quang Minh có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét kỳ phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thực hiện các dự án và sớm giải quyết thanh toán theo hợp đồng BT dự án 4 tuyến đường chính và dự án cầu Thủ Thiêm 2 nối Quy 2 và Quy 1 để công ty tiếp tục tổ chức thi công. On September 15th, Đại Quang Minh Company sent an official letter to the People's Committee of Ho Chi Minh City to consider signing an appendix to extend the implementation time of the projects and soon settle payments under the BT contract of Project 4 Main Roads and Project 15 2 Bridge linking District 2 and District 1, for the company to continue to organize construction. Theo báo cáo của công ty Đại Quang Minh, hiện nay do thành phố Hồ Chí Minh chậm thanh toán bằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các dự án khác, dẫn đến ngân hàng tài trợ vốn từ chối giải ngân tiếp cho các dự án, trong đó có dự án cầu Thủ Thiêm 2. Điều này dẫn đến việc công ty đã và đang thi công cầm chừng và sẽ phải tạm dừng thi công cầu Thủ Thiêm 2 nếu không thu xếp được nguồn vốn thực hiện. According to a report by Đại Quang Minh Company, currently due to slow payment in Ho Chi Minh City by issuing certificates of land use rights of other projects, leading to the funding bank refusing to disperse further projects. Judgment. Including the Thi Phan Thi Bridge project. Moderation and will have to suspend the construction of Thi Phan Thi Bridge if it cannot arrange capital for implementation. Đến thời điểm này, công ty Đại Quang Minh đã chi trả khoảng 2.146 tỷ đồng cho việc đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 2. Trong đó, công ty đã nộp 800 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước từ tháng 4 năm 2014 và 1.346 tỷ đồng là khối lượng giá trị đã hoàn thành theo tiến độ, tương ứng với 70% giá trị xây lắp của dự án. Up to this point, Đại Quang Minh Company has paid about 2,146 billion VND for the investment of Thi Phan Thi Bridge project, in which the company has paid 800 billion VND to the state budget since April 2014, and 1,346 billion VND. VND is the amount of value completed according to the progress corresponding to 70% of the construction value of the project. Ngoài ra, phần hạng mục cầu chính nhịp dây văng phía Quy 2 hiện nay đã thi công hoàn thành toàn bộ kết cấu dầm bê tông cốt thép, kết cấu trụ tháp S2 giữa sông đã thi công được 27 trên 34 đốt trụ tháp, đã hoàn thành sản xuất 100% dầm thép tại bãi và lắp đặt được 11 trên 17 đốt. Phần vật tư dây văng cũng đã được nhà thầu nhập khẩu 100% khối lượng từ châu Âu, đã tập kết tại công trường và công tác thi công căng cáp dây văng đã đạt 36 trên 56 bó cáp. In addition, the main bridge section of the state cable span in District 2 has now been completed. The whole reinforced concrete beam structure, the S2 tower structure in the middle of the river, 27/34 tower sections have been constructed. Completed production of 100 steel beams in the yard and installed 11/17 burning. The state cable part has been imported 100 by volume from Europe by the contractor, gathered at the site, and the work of cable state tension construction has reached 36/56 bundles. Liên quan việc có thể tạm dừng thi công cầu Thủ Thiêm 2 do không thu xếp được nguồn vốn, theo báo cáo của công ty Đại Quang Minh gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, kế hoạch từ nay đến cuối năm 2020 để đạt được mục tiêu hợp lòng và thông xe kỹ thuật, công ty cần tiếp tục giải ngân hơn 1.100 tỷ đồng cho các nhà thầu.
công ty đã có các văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành liên quan xem xét thanh toán bằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án khác, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Trước đó, trong tháng 8 năm 2020, qua kiểm toán nhà nước đã nhận xét quá trình tổ chức thực hiện và quản lý chi phí của 3 dự án trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc, Nam đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ, xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 và ra xây dựng 4 tuyến đường chính, do công ty Đại Quang Minh là chủ đầu tư cơ bản tuân thủ các chính sách, chế độ, quy định pháp luật của nhà nước và hợp đồng BT. Theo đó, đối với dự án cầu Thủ Thiêm 2, đến nay nhà đầu tư chưa được xác nhận khối lượng và giá trị để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc chậm thanh toán có thể dẫn đến phát sinh chi phí của dự án theo quy định của hợp đồng đã ký kết. Regarding the possibility of suspending the construction of Thuthien 2 bridge due to the inability to arrange capital, according to the report of Dai Quang Minh Company to the People's Committee of Ho Chi Minh City, the plan is from now to the end of 2020 to achieve a target. The company needs to continue to disburse more than 1,100 billion dong for contractors. The company has petitioned the People's Committee of Ho Chi Minh City and related departments to consider paying by issuing land use right certificates for other projects, but so far it has not been resolved. Earlier in August 2020, through auditing, the state audit commented on the implementation and cost management process of three projects in Thursday theme new urban area, including construction of technical infrastructure in residential areas, residing in the north and completing the north-south backbone from the foot of Thuthien 1 bridge to Mai Khai Tho Street. Building Thuthien 2 bridge and the project to build four main ROA. Building Thuthien 2 bridge and the project to build four main roads invested by Dai Quang Minh Company basically complying with the policies, regimes, state laws and regulations in BT contract. Accordingly, for the Thuthien 2 bridge project, up to now, the investor has not confirmed the volume and value to carry out the issuance of a land use right certificate. Late payment may lead to costs of the project in accordance with the signed contract. Việc chậm cấp giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất dẫn đến các ngân hàng tài trợ vốn đã từ chối giải ngân tiếp cho dự án của công ty Đại Quang Minh theo cam kết tại hợp đồng tín dụng đã ký. Điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Mặt khác, để trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng và chi phí đầu tư các dự án, công ty Đại Quang Minh đã vay vốn của công ty mẹ là Thaco gần 7.500 tỷ đồng để thanh toán cho các đơn vị thi công, trong đó có dự án cầu Thủ Thiêm 2, 2.146 tỷ đồng, xây dựng 4 tuyến đường, 4.380 tỷ đồng do chưa được thanh toán bằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nhưng, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên cũng không thể tiếp tục vay vốn của công ty mẹ. The delay in issuing land use title certificates led banks to refuse capital to further disburse the Dai Quang Minh Company project as committed in the signed credit contract. This affects production and business activities of the company. On the other hand, in order to repay principal, bank interest and investment costs of projects, Dai Quang Minh has borrowed nearly 7,500 billion VND from THACO's parent company to pay for construction units. Including Thuthien 2 bridge project 2,146 billion VND, building four roads 4,380 billion VND due to not being paid by the issuance of land use right certificates. However, due to the influence of the COVID-19 epidemic, it is not possible to continue to borrow capital from the parent company. Đại diện công ty Đại Quang Minh cho biết trong văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư cũng kiến nghị thành phố kịp thời tháo gỡ các khó khăn trên trong tháng 9 năm 2020. Đồng thời công ty sẽ cố gắng đưa ra các giải pháp để khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực và chủ động thuyết phục tổng công ty Ba Son tạm bàn giao mặt bằng phía quy 1 để tập trung thi công và nỗ lực hoàn thành, sớm đưa vào khai thác cầu Thủ Thiêm 2.
Ngày 21 tháng 9, ông A Phước Thắng, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cho biết dự kiến ngày 25 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh họp bàn tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, cũng như một số dự án hạ tầng quan trọng ở khu đô thị này, trong đó có dự án cầu Thủ Thiêm 2. Theo ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, riêng khó khăn về mặt bằng tại dự án cầu Thủ Thiêm 2 sẽ được giải quyết trước ngày 15 tháng 10 để công trình tiếp tục thi công. Representative of Dai Quang Minh Company said in a document to the People's Committee of Ho Chi Minh City, the investor also proposed the city to promptly remove the above difficulties in September 2020. At the same time, the company will try to come up with solutions to overcome the difficulties, gather all resources and proactively persuade Bosun Corporation to temporarily hand over the site on the side of District 1, to focus on construction and efforts to complete and soon put the Theme 2 bridge into operation. On September 21, Mr. On September 21, Mr. Ho Phuoc Thanh, Chief of Office and Spokesperson of the People's Committee of Ho Chi Minh City, said that on September 25, the People's Committee of Ho Chi Minh City held a meeting to remove some difficulties and problems to speed up the construction of the area. The Theme New Urban Area, as well as a number of important infrastructure projects in this urban area, including the project of The Theme Bridge 2. According to Mr. Vo Van Hoen, Vice Chairman,